Xin kính chào quý vị và bà con ngư dân. Trong đêm nay và ngày mai, trên khắp các vùng biển từ Bắc trở vào đến Nam cũng như là toàn bộ khu vực Biển Đông đều có thời tiết tương đối ổn định. Gió thịnh hành trên khắp mọi nơi, chủ yếu có hướng Tây Nam, song hoạt động với cường độ không mạnh nên không nơi nào là có biển động. Ngay cả trên vùng biển từ Bình Thuận trở vào đến Cà Mau cũng như là khu vực phía Nam Biển Đông, nơi những ngày trước đó thường xuyên có gió Tây Nam hoạt động mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, thì sang đến ngày hôm nay cũng giảm xuống chỉ còn ở mức cấp 4 đến cấp 5, nên sóng biển cũng không còn cao nữa, phổ biến từ 1 cho tới 2 mét. Đồng thời, những cơn mưa dông trên khu vực cũng giảm hẳn xuống còn diện vài nơi. Do vậy, các phương tiện hàng hải hầu như đều có thể hoạt động trở lại bình thường. Tiếp theo là những dự báo chi tiết cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, mưa rào và dông chỉ xảy ra ở một vài nơi nên tầm nhìn xa là khá thoáng. Tại đây thì trường gió Nam đến Tây Nam thổi với cường độ chỉ khoảng cấp 4 nên sóng biển không cao, phổ biến dưới 1 mét và không có biển động. Thời tiết nhìn chung là khá thuận lợi cho hoạt động của tàu thuyền cũng như các chuyến tàu ra thăm đảo trên khu vực. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, nơi đây cũng có thời tiết tương đối ổn định. Mưa rào và dông chỉ còn xảy ra ở một vài nơi nên tầm nhìn xa khá thông thoáng trên 10 km. Gió Nam đến Tây Nam cũng chỉ hoạt động với cường độ là khá yếu. Và thời tiết cũng như là tình trạng biển sẽ không gây cản trở cho hoạt động hàng hải cũng như việc đánh bắt hải sản của bà con ngư dân. Vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi, đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn, gió chuyển hẳn sang hướng Tây Nam nhưng cũng chỉ hoạt động với cường độ là khoảng cấp 4 nên sóng biển không cao, phổ biến là dưới 1 mét. Mưa rào và dông trên khu vực được dự báo sẽ chỉ xuất hiện ở một vài nơi, nên tầm nhìn xa hầu như không bị ảnh hưởng gì nhiều, vẫn phổ biến trên 10 km. Do vậy, các phương tiện tàu thuyền vẫn có thể hoạt động bình thường. Với vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và khu vực đảo Phú Quý, trong đêm nay và ngày mai, trường gió Tây Nam hoạt động với mức cấp 4, cũng bao phủ toàn bộ khu vực ven biển từ Bình Định cho tới Ninh Thuận. Tại đây thì trời phổ biến có mưa vài nơi, sóng biển cao dưới 1 mét và biển không động. Các tàu thuyền có thể hoạt động bình thường trên vùng biển này. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Côn Đảo thì đêm nay và ngày mai vùng biển này sẽ có gió Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh hơn so với các vùng biển phía Bắc một chút, song cũng chỉ ở mức khoảng cấp 4 đến cấp 5 và biển chỉ hơi động. Tình trạng mưa dông trên khu vực cũng giảm xuống mức độ vài nơi, do vậy các phương tiện tàu thuyền trên khu vực nhìn chung vẫn hoạt động cũng như là tiến hành hoạt động đánh bắt bình thường. Chỉ xin lưu ý với các tàu thuyền có trọng tải nhỏ, đôi khi sóng biển có thể cao lên tới xấp xỉ là 2 mét. Vùng biển Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc và đảo Thổ Chu. Tại đây chỉ có gió nhẹ, sóng biển êm cũng như là biển lặng. Tại ổ mây dông, đối lưu ở đây thì cũng xuất hiện không nhiều, cùng lắm là cũng chỉ mang lại một vài cơn mưa dông cho khu vực, tuy nhiên với lượng là không lớn. Do vậy nơi đây được cho là vùng biển khá thuận lợi trong hoạt động khai thác cũng như là đánh bắt thủy sản của bà con ngư dân. Vùng biển Vịnh Thái Lan đêm nay và ngày mai trên khu vực cũng sẽ có gió nhẹ, tình trạng biển diễn ra êm ả và mưa dông không nhiều. Do vậy, bà con ngư dân cũng không cần phải quá lo lắng khi tàu thuyền hoạt động trên khu vực này. Khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, đêm nay và ngày mai, gió trên khu vực biển này thịnh hành theo hướng Tây Nam với cường độ là khoảng cấp 4. Mưa rào và dông diễn ra ở một vài nơi nên tầm nhìn sẽ không ảnh hưởng gì, phổ biến trên 10 km. Các chuyến tàu vẫn có thể tiến hành hoạt động ra khơi đánh bắt bình thường. Với khu vực giữa Biển Đông từ 10 cho tới 15 độ Vĩ Bắc, trường gió Tây Nam cũng bao phủ khắp vùng biển này, tuy nhiên cường độ có phần yếu hơn, chỉ ở mức cấp 3 cho tới cấp 4. Sóng biển vì thế dao động từ 0,5 cho tới 1 mét và cũng không hề có biển động. Thời tiết cũng khá thuận lợi, những cơn mưa rào và dông có khả năng xuất hiện trong ngày nhưng không nhiều, vì vậy tàu thuyền có thể hoạt động được trên khu vực này. Còn với khu vực Nam Biển Đông, bao gồm khu vực phía nam quần đảo Trường Sa, đảo Huyền Trân và đảo Song Tử Tây, đêm nay và ngày mai gió trên vùng biển này cũng giảm dần về cường độ, phổ biến chỉ duy trì cường độ cấp 3, cấp 4. Mưa rào và dông cũng chỉ diễn ra ở một vài nơi nên nơi đây cũng được cho là vùng biển thuận lợi hơn cho các hoạt động lưu thông của tàu thuyền và cuộc sống sinh hoạt của bà con. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết biển của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt.